Nếu như mình còn thương ai, yêu ai, quý ai là vì mình chưa hiểu người đó, mình hiểu được cái người đó mình hết sợ luôn, chạy luôn. Đấy, hay là mình còn ưa thích một cái gì đó là mình chưa hiểu rõ về cái đó. Nhưng là nếu như là mình thấy rõ, mình liễu chi, mình thấy cái sự thật của một cái gì đó, mình sẽ nhàm chán ngay, ni tham đoạn diệt ngay. Nhưng là bây giờ mình thấy một cái gì đẹp, ví dụ như là thấy một cái áo đẹp, một cái quần đẹp mình ưa thích, mà ôi cái quần này, áo này hay là cái đồ vật này đẹp quá, ước gì mình có, ước gì mình được nó, ước gì mình sở hữu nó. Thế rồi một cái người có trí bảo hãy tìm hiểu sâu xa nó xem nó là cái gì, rồi hãy rút ra từng cái sợi tơ, từng cái rồi bắt đầu phá ra từng cái đường chỉ, rồi bắt đầu cắt vụn nó ra để mổ xẻ, để phân tích, để tìm hiểu xem nó là cái gì ở trong này, mà sao nó đẹp thế, nó yêu thế, mến thế, nó hấp dẫn thế. Đó, khi mình rút ra từng sợi, mình nghiên cứu, mình ngắm nó từng cái một, đến lúc một lúc sau nó chỉ còn lại một cái nắm sợi tơ, cái nắm bông, một cái nắm nông thú này, và ồ thì ra nó chỉ là những cái nông thú hôi thối, nó kết lại nó thành cái áo này, nên nó không còn giá trị thì đem đốt đi thử xem mà nó làm sao, thì bắt đầu nó cháy thành than. Vậy thì nó hết, lúc đấy lúc đầu nó còn nằm phơi ra đấy, mình thấy nó đẹp, nhưng mà bây giờ mình mổ xẻ nó ra rồi thì nó hết đẹp. Vậy tất cả các pháp ở trên thế gian vậy, khi mình thấy cái hào nhoáng ở bên ngoài của nó thì mình thấy rằng nó đẹp, nhưng khi mình đi sâu vào nó, mình hiểu rõ tường tận chi tiết về nó thì thấy nó không còn đẹp nữa, và hết cái lòng yêu mến với nó ngay. Như mấy cái nhà trông nó đẹp ha, người ta trang trí sang bày, trông nó rất là hấp dẫn. Một cái người đang muốn có một cái ngôi nhà sang đẹp, đang muốn đi tìm để mua cái ngôi nhà để ở, và vị ấy thấy cái ngôi nhà ấy đẹp rồi, vị ấy ưa thích, mong cầu mình có. Nhưng mà nếu bây giờ mình hiểu rõ về nó, bắt đầu mổ xẻ nó ra, rồi lấy ra từng cái viên gạch, từng cái đất cát xi măng ở nó, xếp lên thành một cái đống sắt vụn lên ra thành được cái đống đất, đống cát, đống gạch xi măng đó, thì thấy nó không còn là hình tướng ngôi nhà nữa. Và lúc đấy vị đấy thấy ra được cái bản chất, cái sự thật của nó, thì vị đó lại thấy nhàm chán, không còn ưa thích với nó nữa. Vậy khi mà mình thấy một cái người nào đó đẹp, xinh, hấp dẫn, khả ái, yêu kiều, dễ thương, ôi mình lúc đấy muốn tìm hiểu được cái người đấy, chia chẻ ra tóc, ra tóc, lông móng, răng da, thịt, gân, xương, tủy thận, tim gan lá lách, phổi ruột màng ra. Thì lúc đấy khi mà mổ xẻ chia chẻ chi tiết ra từng cái một, mình mới thấy đó là một cái đống hỗn độn hôi thối, mủ máu hôi tanh, thế mà cũng tha mái được. Thì đấy là con người ta tham ái do không thấy rõ các pháp, không hiểu rõ, không tường tận, cho nên còn tham ái. Khi nào thấy hiểu rõ các pháp, thấy rõ các pháp, hiểu rốt ráo các pháp, liễu chi các pháp, thì lúc đấy sẽ không còn tham ái, không còn thiên vị, không còn ưa mến, không còn nắm giữ với tất cả các pháp nữa. Thế nên là Đức Phật mới nói là một vị tỳ kheo không thiên vị, không tham ái với các pháp. Vị ấy cần phải biết rõ các pháp, cần phải biết rõ một cách rốt ráo, không phải là chỉ biết rõ không. Cái mà mình nói rằng là mình chỉ thấy các pháp ở trên cái 32 thể trược hay là đất nước nửa gió này, nó chưa phải là rốt ráo. Thấy một cách rốt ráo thì nó ở cái mức độ cao hơn rất là nhiều. Bây giờ mình thấy một cách rốt ráo về cái sắc pháp này, về cái thân này, về những cái vật chất này, thì tất cả những cái sắc pháp ấy mình muốn thấy được một cách rốt ráo, mình phải thấy được cái bản chất của nó có địa đại, có thủy đại, có hỏa đại, có phong đại ở trong tất cả các cái pháp ấy. Trên tóc của mình nó có đất nước lửa gió, trên răng móng, răng da, thịt gân xương, tủy thận của mình, tất cả những cái cơ thể, cái bộ, tất cả những cái thân phần ấy nó đều có đất nước lửa gió, có màu mùi vị dưỡng chất. Mình phải thấy ra được những cái dạng vật chất, chia sẻ nó ra ở cái mức độ nhỏ nhất, tức là phải thấy ra được cái rupa kanapa, tức là những cái sắc chân đế ở trong đó, thì mới thấy được nó, thấy được cái đất bằng cách gì, bằng cách thấy được các cái đặc tính, các cái chức năng, nhiệm vụ, thấy được cái sự thể hiện, thấy được cái nguyên nhân sinh khởi ra nó, thấy được sự tập khởi, sự đoạn diệt, thấy được cái sự đưa cái con đường đưa đến đoạn diệt nó, thì mới có thể mới được gọi là thấy nó một cách rốt ráo. Ví dụ như là trên cái thân thể này nó có đất, làm sao mình thấy được đất? Bởi vì nó có cái đặc tính của nó là nó có cái tính cứng, tính thô, tính nặng, tính mềm, tính mịn, tính nhẹ. Thì tất cả những cái đấy nó thuộc về đất. Bây giờ mình đụng vào cái cục đất bên ngoài mình sẽ thấy nó có cứng, thô, nặng, mềm, mịn, nhẹ của nó.
Nó thì đấy là đất, là cái đặc tính của nó là như vậy. Cái nhiệm vụ của nó là làm cái gì? Cái nhiệm vụ của nó, cái đất đấy nó là cái tự để nó dung chứa, nó chuyên chở, để nó làm cái nền tảng cho tất cả mọi cái, tất cả những cái pháp khác, những cái pháp khác nương tựa vào nó mà sinh lên. Tức là nó làm nền tảng để nó chứa đựng tất cả những cái pháp khác, để tất cả mọi thứ đều được đặt trên cái mặt đất này. Nước, lửa, gió đều được chứa đựng ở trên nó. Thì đấy là cái nhiệm vụ, là cái chức năng của nó như vậy. Thế trong thân thể của mình cũng vậy, nó có cái tính đất này, và cái đất này để nó chứa nước bao bọc ở bên trong của mình. Bây giờ chẳng may mà bị thủng một chỗ nào đó trên người, nước tuôn trào tuôn chảy ra, nước máu mủ nước tiểu nước nó sẽ tuôn ra mà mình không có cầm lại được, mình phải lấy cái gì đó mình băng, mình bịt, mình bó nó lại. Vậy thì đấy, nước đất nó có cái tác dụng như vậy. Đất của mình nó làm cái nền tảng để nó bao bọc, để nó chứa đựng mọi thứ được tồn tại ở bên trong nó. Đấy là cái chức năng của nó, đấy là nhiệm vụ của nó. Cái sự thể hiện của nó là nó dàn ra, nó trải ra, nó bao bọc, nó đấy là cái sự thể hiện của nó. Cái nhân của nó để cho nó tồn tại được, nhờ nó có nước nó gắn kết lại, nhờ nó có lửa để nó giữ cái sự sống, nhờ nó có gió để nó đưa đẩy, nó mới tồn tại được. Vậy thì ba cái đại còn lại là cái nhân để giữ gìn nó. Đấy là một cái người tuệ quán tuệ chi, hiểu nó và hiểu rõ nó, là phải hiểu nó một cách sâu xa, một cách sâu sắc, một cách toàn diện, một cách triệt để về cái đất này, thì mình mới thấy được đất này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, mà nó là đất. Thì đấy là thấy nó rốt ráo nữa. Thế nhưng thấy như vậy vẫn chưa phải là rốt ráo. Hay là thấy về nước, thế nước nó có những cái đặc tính như là chảy và dính ở trong người mình, nó có mật đàm, mủ máu, mồ hôi, nước mắt, nước miếng, nước mũi, nước cơ xương, nước tiểu. Đấy nó thể hiện rõ ràng như thế là nước, nhưng cái đặc tính của nó là nó chảy và nó dính. Vậy thì cái nhiệm vụ của nó là nó làm gì? Là để nó gắn kết các cái vật chất với nhau. Nếu như các cái vật chất ở trên đời này không có nước, nó không có gắn kết với nhau được, mà nó sẽ rời rụng, nó sẽ rơi rụng ra, cái gì nó ra cái đấy. Nếu như cái thân thể của mình này nó bị kiệt nước, nó vẫn không còn nước nữa, bắt đầu những cái chân lông bắt đầu sẽ rơi rụng xuống trước, rồi những cái mảng da sẽ rụng ra, những cái mảng thịt sẽ rụng ra, những cái khớp xương sẽ rụng ra, rời rụng ra, tan rã ra, chứ nó không gắn kết với nhau được. Nhờ nó có nước nó gắn kết lại, cho nên là cái thân này nó mới tồn tại được, nó mới liên hoàn liên kết với nhau. Tất cả những cái khác cũng vậy, cái vật chất khác, cái gì ở trên đời cũng vậy, cái gì nó có nước nó mới gắn kết với nhau, cái gì nó không có nước nó sẽ rời ra. Cho nên là khi người ta đem một cái thân người đi thiêu đốt, nó thành những cái hạt tro, mà cái hạt tro nó không gắn kết với nhau, bởi vì lúc đấy cái lượng nước ở trong đó đã giảm bớt đi đến một cái mức tối đa rồi, tối thiểu rồi. Đấy thì cái thân thể con người khi nó không vắt kiệt nước đi, nó sẽ thành những cái hạt tro như vậy, và nó không còn gắn kết được với nhau nữa. Hay tất cả những cái vật gì ở trên đời này cũng vậy, mình cứ đem mình hút hết nước của nó ra, cái nó rơi hết ra luôn. Cái gì nó tàn tạ, nó rời rạ hết ra cái đó. Thế là mình thấy được cái bản chất của nó là như vậy, đặc tính của nó như vậy, chức năng nhiệm vụ của nó gắn kết như vậy, sự thể hiện của cái nước này là như thế, là nó luôn luôn tuôn chảy như thế. Và cái nhân của nó tồn tại được cũng là nhờ có đất, nó cũng tồn tại được nhờ có gió, nó tồn tại được cũng là nhờ có lửa nó mới tồn tại. Thì chức năng nhiệm vụ của đất vậy, nước vậy, lửa vậy, lửa nó cũng có đặc tính là nóng lại, nó cũng có cái nhiệm vụ của nó là nó để nó nấu chín, nó đốt chín, nó nấu chín những cái thức ăn ở trong cái cơ thể của mình. Không có lửa mình ăn vào những cái thức ăn nó không tiêu hóa, nhờ tiêu hóa được là có lửa. Và cái con người ta này sống được là nhờ có lửa, mình lớn lên mình già đi mình chết thì cũng là nhờ có lửa. Đấy, lửa nó có thể duy trì cái sự sống, nó có thể làm cho mình tồn tại, và nó cũng làm cho mình già mình chết. Cái người nào mà có cái lửa mạnh thì cái người đấy sẽ chóng lớn chóng già mà cũng chóng chết. Cái lửa nó cần được duy trì ở cái mức độ trung bình vừa vừa, thì nó thể hiện ra là nó có cái sự đốt cháy như vậy. Và cái nhân gần của nó cũng là nước, gió, đất, hay là đến cái gió vậy, nó có đặc tính là đẩy, nó có đặc tính là nâng, nó có cái nhiệm vụ là nó đưa đi đẩy đi. Nếu như mà trên đời này mà không có gió thì nó không có cái vật gì có thể di chuyển từ cái chỗ này sang chỗ kia được. Cái tất cả những cái vật nó phải di chuyển đi được là nhờ có gió, vì gió nó có tính đưa, tính đẩy. Bây giờ là mình thấy một cái người đang bước đi, đang chạy đi, thì mình sẽ thấy rằng cái người đó có cái phong đại rất là mạnh, và nó đang đẩy đưa cái người đó đi.
Hay là mình thấy một cái con thuyền đấy, người ta làm những cái cánh buồm để người ta dùng cái sức đẩy của gió nó sẽ đưa cái con thuyền đi. Con thuyền ấy đi được là nhờ có gió. Cái con người mình đi được nhờ có gió. Tất cả vạn vật này nó đi được là nhờ có gió. Gió đôi khi nó cuốn đi, nó bay, nó mà mọi thứ mạnh mẽ nó có thể cuốn bay mọi thứ đi được. Thì đấy là gió bên ngoài cũng vậy, gió bên trong cơ thể của mình cũng vậy. Mình có đi đây đi đó được. Mình khởi lên một cái ý định, bước đi một cái, tự nhiên tâm mình nó tạo ra một cái sắc, gọi là cái sắc do tâm sinh, nó có cái tính gió nổi trội, nó đưa đẩy cho cái thân thể của mình đi đây đi đó. Mình muốn nhảy lên chẳng hạn, thì là nhờ cái ý định của mình khởi lên như vậy, là cái tâm của mình nó tạo ra một cái sắc và nó có một cái sức hút, cái sức nâng của gió rất là mạnh, nó mới đẩy cái cơ thể mình lên được. Thế là cái tâm của mình nó tạo ra đất, ra nước, ra lửa, ra gió như thế để con mình có thể đi đây đi đó, duỗi con cúi ngước, chuyển động thân thể là nhờ có gió như vậy. Cái vật chất bên ngoài vậy, gió đẩy gió đưa được. Thì thế là thấy đó cái tính chất của nó như vậy. Một cái nhiều sẽ hiểu về sắc là như thế, hiểu về một cái pháp thấy rõ. Nếu muốn ái tận giải thoát thì là phải thế, phải hiểu rõ được như thế. Thì là một cái người thấy được rằng à, thế thì trong thân thể con người là đất, là nước, là lửa, là gió, thì mình quán cái thân mình cũng như vậy, người khác cũng như vậy, vạn vật khác cũng như vậy, nó chỉ là đất, là nước, là lửa, là gió như thế thôi. Thì nó sẽ không còn cái so sánh là đẹp, là xấu, là đáng yêu hay đáng ghét nữa. Thì cái đấy nó sẽ tuệ quán được đến đâu, tham ái giảm đi đến đó. Một cái người không có quán thì tham ái nó tăng lên. Cái đất nước lửa gió này lại tưởng nó là ta, là của ta, tự ngã của ta. Cái hôi thối bất tịnh này tưởng nó là thơm tho thanh tịnh. Cái vô thường tưởng nó là thường. Cái vô ngã hay tưởng nó là có tự ngã. Nhưng mà thực ra là nó là đất nước lửa gió như thế thôi. Càng quán sâu hơn thì tham ái càng yếu hơn. Quán được cái mức độ hời hợt thì tham ái nó giảm mức hời hợt. Quán mức độ sâu xa thì tham ái nó sẽ giảm đến cái mức độ sâu xa. Mình tham ái với cái gì, mình quán nó là đất nước lửa gió, tham ái tiêu tan, tham ái đoạn tử, tham ái giảm bớt, tham ái được cắt đứt nhờ cái tuệ quán ấy. Thế thì khi mình quán đến tất cả các cái sắc pháp khác nó cũng thế. Trong cái con mắt của mình nó có nhãn tịnh sắc, nó có sắc giới tính, nó có cái sắc mạng căn, nó có cái thân tịnh sắc, nó có sắc do tâm sinh, sắc thời tiết, sắc vật thực sinh. Lúc ấy mình tuệ quán được tất cả các sắc ấy, nó đều có đất, có nước, có lửa, có gió, có màu, có mùi, có vị, có dưỡng chất, có cái tính chất của các cái sắc ấy. Rồi mình sẽ thấy mỗi một cái sắc nó có những cái đặc tính khác nhau, mỗi một cái sắc nó có cái chức năng nhiệm vụ khác nhau, mỗi một cái sắc nó có cái sự thể hiện khác nhau, mỗi một cái sắc nó có cái nhân, nó có cái nguyên nhân sinh khởi khác nhau. Vì vậy nên là mình mới thấy rõ nó. Đấy mới được gọi là thấy rõ về cái sắc này, ở mắt như vậy, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân và ở ý của mình như vậy. Rồi mình thấy rõ cái nguyên nhân sinh ra nó. Có những cái sắc như là nhãn tịnh sắc, cái thân tịnh sắc, sắc giới tính, sắc mạng quyền, thì nó có cái nguyên nhân từ cái nghiệp quá khứ mà mình đã tạo. Còn cái sắc do tâm sinh thì nó sinh ra ở cái tâm hiện tại, sắc thời tiết nó sinh ra ở cái thời tiết, sắc vật thực nó sinh ra từ cái thức ăn hiện tại này. Vậy đấy mới gọi là thấy được cái sự tập khởi của sắc. Đấy là thấy rõ cái sắc, thấy rõ, thấy một cách rõ ràng, chi tiết, hay là thắng chi nó, nhiễu chi được nó là thế. Rồi thấy được cái tính sinh diệt của nó, cái gì nó sinh lên nó cũng diệt đi, sắc này nó sinh lên rồi nó biến dị rồi nó diệt, nó cứ sinh lên nó biến dị nó diệt, nó sinh nó dị nó diệt. Tức là cái sắc này thì nó có cái quá trình sinh già chết, sinh già chết, sinh lên lớn, sinh ra lớn lên già bệnh, già đi rồi chết. Đấy là cái bản chất của sắc, nó như thế, nó không chết ngay. Như tâm, tâm thì nó chỉ sinh lên nó trụ cái nó diệt luôn, nhưng mà sắc nó sinh lên nó trụ xong là nó lại dị một cái nó mới diệt. Tức là nó sinh lên nó trú một tí, nó già một tí nó chết. Đấy là cái bản chất của sắc nó vậy. Thế thì cái người sẽ tuệ quán nó thấy rõ được nó là như vậy, thấy rõ tất cả những cái sắc như vậy, thấy rõ nguyên nhân sinh ra các sắc như vậy, thấy cái sự đoạn diệt của nó. Cái nhân nó sinh thì cái quả sinh, cái nhân nó diệt thì cái quả diệt. Thế thì mình sẽ thấy được cái tính vô thường qua cái nhân duyên của nó, hoặc là thấy được cái tính vô thường trên từng sát na của nó, cái sắc ấy nó sinh lên nó diệt đi. Thì cái người khi nào mình thấy được cái tính sinh diệt của nó mới được gọi là nhiễu chi, hay là thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng được gọi là sự nhiễu chi cái pháp đó, thấy cái pháp đó, tức là thấy cái sự hiện khởi của nó, thấy cái sự đặc tính của nó, thấy cái chức năng nhiệm vụ của nó, thấy cái nguyên nhân sinh ra nó. Đấy mới được gọi là thấy pháp. Còn
tuệ còn nhiễu chi pháp, tức là vậy thì thấy được cả cái tính diệt đi của nó, do cái này sinh cái kia sinh, do cái này diệt cái kia diệt, các pháp do như các cái nhân duyên nó sinh này, do nhân duyên nó diệt đi, khi thấy được cái tính sinh diệt mới hiểu ra được tính vô thường của nó, hiểu ra được tính vô ngã, hiểu ra cái khổ cái vô ngã của nó, thì mới nhàm chán được nó, mới ni tham, mới đoạn diệt, mới từ bỏ được nó, thì mới hết tham ái với cái sắc đó. Vậy cái người hiểu rõ về pháp là như vậy, hiểu rõ về sắc pháp là cũng phải hiểu một cách chi tiết, một cách rõ ràng, một cách tường tận về nó, thông qua cái pháp này, không phải là học, không phải là nghe mà hiểu được nó, không phải suy luận mà hiểu được nó, mà hiểu được nó, chỉ hiểu được nó trên công phu thiền quán. Vậy một cái người nào có công phu thực hành thiền hàng ngày, có tâm mình có định tĩnh, có cái mức định sâu xa, thì mới thấy được cái tính, những cái tính chất này của các pháp, mới thấy rõ được các pháp. Cho nên là Đức Phật mới dạy là hãy tu tập thiền định. Khi mà tâm có định, thấy được các pháp như nó thật sự là, thì đấy là thấy được các pháp như nó thật sự là, thấy được cái sắc pháp bản chất của nó như thế, nó có đặc tính như thế, nó có cái nhiệm vụ như thế, nó có thể hiện như thế, nó có cái nguyên nhân sinh ra nó như thế, nó có cái sự sinh diệt như thế, nó có cái tính vô thường như thế, nó có cái tính khổ như thế, và nó có cái tính vô ngã như thế. Và khi mình hiểu được như thế mới nhàm chán, mới ni tham với cái sắc đó được. Đấy mới gọi là nhiễu chi nó, thắng chi nó, tuệ chi nó, thấy nó, thấy một cách rõ ràng về nó, để không còn tham ái với nó nữa. Quá trình tu tập, cái con đường tu tập để gỡ mình ra khỏi cái tham ái là thế, để diệt trừ được cái tham ái ở trong lòng là thế. Ái diệt thì hết khổ đau, còn tham ái còn khổ đau. Vì mình tham ái sâu xa, sâu nặng, sâu sắc đối với cái sắc thân ở bên trong, ở bên ngoài, ở quá khứ, ở hiện tại, ở tương lai, ở xa, ở gần, ở cao thượng, hạn nhiệt này. Quá là sâu sắc, quá là nhiều đời, nhiều kiếp, đi luân hồi sinh tử quá nhiều kiếp. Cũng là vì tham ái chấp trước, chấp nó là tôi, là của tôi, tự ngã của tôi. Bây giờ để mà thấy được nó không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi nữa, là cái quá trình như thế, quá trình tuệ quán, tư duy quán sát nó như thế. Khi nào thấy rõ được bản chất của nó thì giác ngộ, nên được gọi là giác ngộ, cũng được gọi là giải thoát khỏi cái tham ái, giác ngộ các sự thật.